Đấy, và còn cái doanh nghiệp nào bây giờ thì vẫn còn thời hạn đăng ký đấy. Còn bạn nào có làm ở công ty nào mà có mấy anh em tham bằng yêu thích đế chế thì hãy có thể lập một team để có thể chơi. Và Tùng, chúng ta đến với quân ở trong hiện nay. Hitty là của nó 1. Chip Boy là người cầm AC, nhưng mà hai cùng cực tuyển ở trong cái map này. Hitty AC. Bên kia là cái gì? Có nghĩa bên kia là Pan Hit. Thế nhưng mà là kèo đánh giá thì bên họ còn đẹp hơn cơ. Vùng bên họ còn đẹp hơn khi mà có một chém. Chém Pan. Mà kèo này thì cũng chắc là cân thôi. Tôi nghĩ là AC sẽ phải đánh cung rồi, anh cho Hitty đánh chém. À không, nhà nào đánh được cung thì đánh cung. Nghĩa là nhà nào có thế, có rừng thì sẽ đánh cung, còn nhà nó không có thế sẽ đánh chém. Vâng, làm gì có cái tiếng chửi bới ở trong mic. Vâng, hiện tại thì đang đánh ở quán số 3 dãy 7 Trần Quốc Hoàn. Quán của Van Lớp. À không, quán tên của bên của Van Lớp chứ không phải là quán của Van Lớp. Vâng, toán đứng tên thôi. Vòng bại AC rất nhiều voi trong trận đấu này. Chỉ còn nhiều voi dã man hơn, và chúng ta đến mình hit. Mình hit thì như bảo bài đẹp lắm. Đây là hit của nó 1. Đâu quả phụ đâu? Để cho xem coi. Vâng, một quả phụ một heal. Chip hết đầu tiên đặt tại cánh rừng dừa. Xa là không phải đặt cạnh cánh rừng thông. Và có lẽ đơn giản này thì anh không thích. 16 dân. Muốn gặp các thần tượng cái TV sao rồi và bình luận viên. Vâng, đơn giản là các bạn muốn gặp các bình luận viên ở các game thủ thì bạn có thể đến một là các bạn thì đến tận địa điểm quán luôn, hai là các bạn thể đến trụ sở của Game TV 210 Trung Kính. Dũng ta hình như sắp sửa xong, nếu mình không nhầm thì cuối tuần này là sửa xong rồi. Không, là thấy ông bầu Cú Vĩ nói chuyện với chủ quán của quán Dũng quân ba, hình như sắp sửa xong rồi đấy. Giờ trận này sẽ để xem hit một tí rồi lúc sau quay chip boy. Trận thế này chiến đấu bài nấu 1 và bài 2 quả phụ, và khả năng nấu 1 sẽ là người đánh cung. Game TV giờ còn tuyển bình luận viên không AD, còn bằng bạn cứ đến đây và test. Nếu cảm thấy ok thì có thể là bình luận viên luôn. Vừa đã qua bao nhiêu mùa xuân rồi vậy? Chắc là hai mấy mùa xuân thì chả nhớ lắm. Đây là chip boy. Một bài cầm AC và đánh chém. Khá ổn khi mà tới 23 vòng hai con voi về nhà. Và đang cố gắng lùa hai đàn hiêu để có thể lấy lực. Hai con hiêu chứ. Và thanh niên này từ trên trời rơi xuống rồi hỏi là vợ bơm sang Sky hồi nào vậy? Bơm sang cách đây chắc là gần tháng rồi. Thằng thanh niên Nguyễn Thùy AEO, không biết AEO là cái gì. Cần một số xin việc không? Không cần. Và bạn chỉ việc đến test thôi. Mới đầu bạn sẽ được làm, nếu bạn cảm thấy bình luận ổn thì bạn sẽ làm cộng tác viên. Nghĩa là không cần hồ sơ gì cả, mà bạn chỉ việc đến và bình luận thôi. Còn về sau là bạn muốn như thế nào thì chắc là bạn phải liên hệ anh Quý Vũ của Game TV. Và rồi quay trở lại trận đấu này, một bài chip boy kinh quá sớm. Một bài AC kinh 9. Vâng, căn ke lực khá ổn khi mà lùa hai con hiệu về. Đây là lực của chip boy, 9.48. Rất ổn bài đầu này. Vâng, kia chỗ kia sẽ làm 1-2 khoanh ruộng. Bắt đầu cắt 6 dân từ đầu vào. Và bắt đầu vẽ ruộng tại chiếc BG này. Thông tin nhận về bên kia Hitty là người chết một dân. AC anh chém dày cho Hitty đến cùng, rất chuẩn bài. Con gái bình luận được không anh? Được.
Nhưng mà vấn đề là bạn phải bình luận như thế nào đó. Không phải là cứ con gái bình luận đâu, mà bạn phải am hiểu về đề chế một chút. Và nói chung là cũng phải biết. Nó một xem bao nhiêu vậy? Nó một xem 91. Sơn Nho, lương cao không? Ở chán là không cao thôi. Vâng, như vậy là Chip Boy gặp Pan, AC gặp Pan. Kèo đấu thể hiện tại thì là cân, nhưng mà không biết bài Pan nó như thế nào. Một Chip Boy khả năng sẽ là người lên sớm bản đồ rồi. Đây là con trò công giáp đầy đủ nhưng mà không tìm thấy dân Pan nó ở đâu. À đây à. Vào hàng này rất bịp. Một ông hỏi xin thử không có. Sau quay là thử luôn vào 200 thịt thử còn xin. Rồi sắp muốn lạc đà và lưng cái bánh xe. Thế là cũng ổn. Chắc chắn là còn bến hoang và còn bán hoang ở đâu dành cho game thủ cầm Pan. Vâng, đã có lạc đà. Đây rồi, găng chọc chéo luôn sang Hitty. Và đây con ngựa giò công giáp đầy đủ. Và ít nhất sẽ làm được 2-3 dân. Vâng, vậy một chiếc e. Không, nhưng đã không vậy. Bên kia thì đang chuẩn bị gom dân đập đến từ văn lớp. Vâng, chọc con dân lẻ. Cứ dân lẻ mà giá thôi. Vâng, bị bò kín chỗ này. Không chọc được con dân lẻ kìa. Vâng, thế nhà Pan nó nằm ở đâu nhỉ? Vâng, thế... vâng, vậy là văn lớp đã bò kín chỗ này rồi. Nó đi vào đâu đây? Xa có bình luận được không? Không hiểu ý bạn lắm. Giả. Vâng, cái này thì không liên quan đến giả trẻ cả. Và anh cứ đến và anh test thử thôi. Cái đi có tuyển nhân viên tổng quát mắc xa các thủ không hả vơ. Và cái này thì mình chịu. Và cái này còn hỏi anh Quý Vũ thôi. Và bây giờ thì phòng Chiboy lên khá sớm nhưng mà không chiếm được quá nhiều lợi thế trước game thủ cầm Pan. Quyết trận này giống dân khá tốt. Và thì Chiboy đang yếu hơn Pan rồi. Chúng ta đã quay trở lại mảnh máy của game thủ No1. No1 trận này khỏe lắm, bằng 2 quả phụ cơ mà. Vòng 4 mới à xong đều. Vòng màu 3 là người đến muộn lắm, vâng, để chéo một tên cũng được. Khả năng Pan chưa bánh xe. Vâng, nhưng mà họ chưa bánh xe nhưng họ có con T. Vâng, mình T bắn trước. Rồi, không như để họ bắn trước rồi. Vâng, 2 T hit thì ngang nhau, thì họ bắn trước thì có lợi hơn. Đấy, thế như vậy là họ còn 1 máu. À không phải 1 máu nhưng mà cũng chỉ 1 phát T nữa là chết rồi. Tên đầu tiên để treo cánh. Vâng, chéo này. Vâng, làm 2 ghe để ký luôn. Pan khỏe không nhỉ? Vâng, bình tĩnh rồi. Vâng, No1 có giáp rồi, một bài cực khỏe của No1. Vâng, đi cố gắng đi vào nhá, bắn 2 tơ chết một con cung ơ. Ui giời, bắn nhà bé là sao? Rồi. Cứ 2 tơ chết của 2 tơ. Chưa ấy xẻ. Vâng, vã luôn đi, một con lạc đà đấy mà mình có giáp rồi sao phải xoắn? Sao phải xoắn? Đấy, mình là cung Hitty. Rồi bây giờ tân cung đầu của game thủ màu 3. Ui giời. Đồng đấy. Đây rồi, ba ở đây. Vâng, lùi lại cái gỗ đi. Quý bắn chát lắm đấy. Vâng, ăn được tên cung đầu. Nhưng mà cũng bị mất tên cung đầu đối với bị game thủ 17 bắt. Không, như vậy chỉ ăn được 2 con thôi. Rồi cố gắng đuổi. Tăng A không hay tăng ruộng. Vâng, tên cung thứ hai. Không, như vậy đây là 2 tên cung. Một đang vẫn thủ nhà rất hay. Và lớp thì tối ngày hôm nay thì anh cũng phải đánh thi đấu với kèo với Trung Quốc. Vòng 3 lủng một tơn và chúng ta quay ra mình máy chi boy. Vâng, đây rồi, đục vào đồng một tơn rất hay. Bây giờ thì đục vào ruộng. Rồi đang điều rồi. Và lớp đang rất mất tay trong pha điều rồi. Ôi giời ơi. Ôi giời, cái gì này? Đi vào, đi vào. Đùa. Ôi phải ăn nhanh thế hả giời. Ôi. Này thì vẫn hở. Tươi. Rồi vào thôi, vào thôi, vào thôi, vào thôi. Vào thôi, vào thôi, vào thôi. Đúng rồi. Vâng, vào thẳng ruộng cái thủ vàng. Vòng 3 mất ruộng, mất cả bài gỗ và như vậy là thua. Tỷ số được lên thành 2-1 dành cho cặp đôi No1 Chip Boy. 2-1. Và chúng ta sẽ đến với trận thi đấu chung kết đầu tiên của game thủ BNP Hà Nội. Trận này thì Pan giấu